À, xin chào các bạn. Bố bé Sữa sẽ hướng dẫn bé Sữa vẽ một ngôi nhà lớn rất là màu sắc nha. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. À, bây giờ để vẽ ngôi nhà lớn, bé Sữa nhìn bố nha, xong con vẽ theo nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái mũ của chiếc lấm này. Đấy, to ra. Con cố gắng đi, nhìn bố vẽ theo. Đây, con vẽ ở đây. Nào, cầm tay để bố cầm tay. Đấy, lại cầm bút linh tinh rồi. Đây nhá, để vẽ cái mũ lấm thật to ra này. Đi lên trên này. Vòng xuống dưới này. Đấy, nối vào đây. Rồi, rất tốt. Nhìn bố vẽ tiếp này. Hai cái vách hai bên, ngắn thôi. Ngắn đấy con. Rồi, bên kia nữa. Nhìn bố, nhìn bố. Tiếp theo là chúng ta vẽ một lùm cây ở dưới cái góc này, góc nhà này. Đấy, vẽ vào đây. Một lùm cây. Đúng rồi, tiếp theo bên này một lùm cây nữa này. 1, 2, 3, 4. Tuyệt vời, chúng ta vẽ cái cạnh dưới của ngôi nhà này. Đấy, nối hai lùm cây lại. Vẽ vào. Đúng rồi. Tiếp theo này, chúng ta vẽ một cái cửa giữa. Con nhìn bố này, vẽ cái cửa thật rộng ra nha. Cửa thật rộng ra. Đấy. Đẹp quá, cố gắng lên con. Tiếp theo này, chúng ta sẽ vẽ trang trí cho cái mũ lấm này. Thì con có thể trang trí hình trái tim hoặc là hình tròn. Ở đây bố vẽ hình tròn nha. Nhìn bố. Bạn ấy vẽ hình trái tim à? Được rồi, bố bạn ấy vẽ hình tròn nha. Bạn ấy thích sáng tạo, bạn ấy không thích giống bố đấy. Vẽ thưa ra, vẽ to ra, hình trái tim phải to ra thì nó mới đẹp được con nhé. Hình trái tim thật to. Đúng rồi. Ít thôi con, không cần vẽ nhiều đâu. À, bạn ấy vẽ 5 hình trái tim, màu đẹp quá. Bạn ấy sáng tạo hơn bố rồi, cố gắng lên nhá. Nào bây giờ nhìn bố này, chúng ta sẽ vẽ tiếp mặt đất cho cái lùm cây này. Đấy. Vẽ đi, vẽ cái mặt đất cho cái lùm cây nhá. Bên này nữa con. Rồi. Bây giờ bố sẽ vẽ thêm một cái cây này. Cái cây này, cây của bố sẽ có chiếc lá hình trái tim. Đúng rồi, bố sẽ vẽ sáng tạo giống bạn Sữa nha. Chiếc lá hình trái tim. Đấy. Con vẽ hình trái tim trên ngọn cây. To ra. Đúng rồi, đẹp quá. Bên này nữa, bên này một cái cây nữa. Lại một hình trái tim nữa. Đấy, rất là đẹp nha. Rồi bây giờ chúng ta vẽ cái cửa đi con. Cái cửa chúng ta có vành cửa này. Chúng ta có vành cửa. Cố gắng lên con. Một cái lúm cửa để mở cửa. Rồi những cái vân gỗ nhỏ nhỏ nhé con nhìn này. Vẽ nhẹ thôi này. Tạo thành cái vân gỗ của thanh gỗ của cánh cửa nhé. Đấy. Chúng ta chưa có cửa sổ đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ vẽ một cái ô cửa sổ bên cạnh này. Nhỏ thôi cũng được con ạ. Đấy, ô cửa sổ nhé. Có thể vẽ thanh ngang luôn. Thanh ngang hướng bố này, vẽ mấy hình vuông nhỏ nhỏ bên trong này, thành ô cửa kính này. Ừ, con vẽ kiểu đấy cũng được. Đấy, các bạn nhỏ vẽ thường khác người lớn ở chỗ đấy. Ô bên này cũng sẽ vẽ hai ô cửa. Ngôi nhà rất nhiều cửa sổ. Rồi con có thể đi lại led đi, xong chúng ta tô màu. Sau khi vẽ xong led nhỏ, chúng ta vẽ led to để chúng ta tô màu nhé. Để làm gì để chúng ta tô màu đỡ tràn ra ngoài. Con đi cẩn thận nhé. Không là sẽ bị hỏng đấy. Con có thể xoay giấy đi.
Ở đây trong quá trình dạy vẽ này thì bố bé sữa sẽ dạy bé sữa mới 5 tuổi, cho nên chúng ta cần phải đi lại những cái led to này để chúng ta tô màu cho đỡ tràn ra ngoài. Vì các bạn nhỏ chưa đủ độ khéo léo để chúng ta tô màu ở những cái led nhỏ như kia. Đấy. Chính vì thế cho nên là trong mỗi bài sau khi vẽ xong hình thì bố bé sữa thường dạy bé sữa là phải vẽ thêm một cái led to này để chúng ta tô màu cho nó đẹp. Màu đỡ bị tràn ra ngoài các bạn ạ. Đó, chứ không phải là tự dưng bố bé sữa muốn bé sữa vẽ lại nét to đâu. Chúng ta đi nét to để chúng ta tô màu cho nó khéo, đỡ tràn ra ngoài thì bức hình mới trong sáng và đẹp được. Đó. Sau khi vẽ xong nét to này thì chúng ta sẽ tô màu nhé. Các bạn nhỏ hãy cố gắng xem hết video để đón xem kết quả cuối cùng nhé. Xem bức tranh nhà lấm của bố bé sữa và bé sữa, ai tô màu đẹp hơn, ai tô màu khéo hơn nhỉ. Đấy, vẽ một ngôi nhà lấm rất là đơn giản thôi, không hề khó một chút nào cả. Bé sữa cố gắng nhé. Chúng ta sẽ cùng tô màu thật đẹp để cho các bạn nhỏ chấm điểm cho bạn sữa 10 điểm nhé. Đấy, bạn sữa mới gần 6 tuổi thôi, bạn ấy cần phải cố gắng rất là nhiều. Đấy, đây là một cái cây có chùm lá hình trái tim. Đó, rất là đẹp. Cây bên đây nữa. Sau khi vẽ xong hình thì chúng ta sẽ tô màu luôn nhé. Bạn đi trang trí cái mũ lấm là hình trái tim, còn bố bạn sữa thì trang trí cái mũ của cây lấm này là hình tròn. Đó là sự khác biệt giữa hai ngôi nhà. Và chúng ta xem ai tô màu đẹp hơn nhé. Cố gắng lên sữa, con sắp xong rồi đấy, bố tô led xong rồi. Và chúng ta chỉ cần chuyển sang bước tô màu mà thôi. Đấy, ngôi nhà lấm đã vẽ xong rồi, bạn sữa cố gắng lên, nốt cái cây đấy thôi. Đúng rồi, một hình trái tim bị sát mép nên nó hơi méo. Không sao con cứ tô màu và nó sẽ đẹp. Xong rồi, chúng ta tô màu nhé. Nào, chúng ta chọn màu. À, ngôi nhà lấm thì con có thể cái tô cái mũ lấm màu cam hoặc màu đỏ hoặc màu hồng nhé. Nghe chưa? Đây là bức tranh nhà lấm của bé sữa này, còn đây là ngôi nhà của bố bé sữa nhé. Bố sữa ngẩng mặt lên các bạn xem con. Đấy, bé sữa có thích vẽ nhà lấm không con? Các bạn hãy nhớ chấm điểm cho hai bố con bé sữa nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.